Alo, em Việt, chúc tất cả mọi người có một buổi sáng thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hiện tại em đang đi trên Tây Ninh để em mua một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đây, bạn đồng hành của em đây. Đây, bên em là Phúc Việt Auto nha. Anh em nào mà xem được video của em thì ủng hộ cho hai em một nút đăng ký, một nút like. Thì em cũng đang trên đường đi Tây Ninh và đang dừng ở đây để mua một ly cà phê uống. Xong rồi em sẽ đi tiếp để lên trực tiếp xem một chiếc xe 7 chỗ ngồi giá chỉ hơn 100 triệu đồng thôi mà còn rất là rin luôn. Thì xe này là chủ tả là nói đi rất là ít, rồi những con ốc rồi máy móc còn nguyên zin nguyên bản. Xe đẹp thì bên em mới tới tận nơi để trực tiếp thu mua nha. Thì nếu mà xuống đó em xem xe đẹp và nếu mà mua được thì em sẽ quay video chi tiết cho anh chị các bạn tham khảo luôn. Và chị em nào mà đang cần tìm những cái dòng xe 7 chỗ ngồi giá chỉ luân quanh hơn 100 triệu đồng, tài chính ít, thì nhớ follow và ủng hộ cho em kênh của em nha. Tại vì bên em thì chuyên những cái dòng xe đã qua sử dụng giá rẻ hơn 100 nha. Sau đây em bye bye mọi người và tí em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nha. Dạ vâng, thì em chào tất cả mọi người nha. Hiện tại em đang xuống tận nơi rồi và em đang đi mua một chiếc xe Yuli này. Hồi sáng thì em đi từ lúc tầm khoảng 7 giờ mới đến và giấy tờ em vừa công chứng xong. Đây thì anh em nhìn trên màn hình đây, một chiếc xe cực kỳ là cọp nha. Tuy đời 2003 thôi nhưng chiếc xe chữ bản nhìn là mê ly luôn. Nói chung là từ sơn xi zin này, ốc ác này, đèn zin này, la răng này. Đó, từ những chi tiết bên ngoài thì anh em nhìn qua hình ảnh. Còn chữ bản nào mà muốn biết chi tiết hơn thì có thể tới tận nơi trực tiếp bên em để xem nha. Máy móc cực kỳ là êm ái nha. Và mang biển Bình Dương. À xin lỗi anh chị, mang biển Tây Ninh nha, 70A. Đây chị bạn xem những cái chóa đèn đây. À, những cái chóa đèn này rất là đẹp luôn. À, đèn gầm. À, Phật này là sơn, này là sơn zin hết nhá, sơn zin nhá, chưa có tút táp giảm tút gì. Và xe này thì em nói là để mua chiếc xe đẹp như và chiếc xe này thì cũng rất là khó và cũng không có luôn. Nói chung là rất là hiếm mà từ đời 2003 mà có nhanh một chiếc xe cọp như vậy. Từ những phần máy móc, keo chỉ. Đó, thì rất là hiếm nhá. Và nội thất cũng vậy luôn, để em quắt cái tắt cái đài đi. Đấy, gương kính chỉnh điện này, vô lăng này. À, đẹp, rất là đẹp nha, vô lăng đẹp nha. Xe này còn giữ nguyên cái bộ ghế nỉ nha chị. À, ghế nỉ theo xe này rất là sật, chân cũng chân nỉ luôn. Hai dàn điều hòa phía trên, phần túc ly này anh chị bạn sẽ nhìn những cái vân vân của phần túc ly này, rất là đẹp nha. Chất xe là xe của gia đình đi sử dụng, bảo quản cực kỳ là tốt từ 2003 đến giờ. Những phần túc ly cánh cửa anh chị này cũng vẫn còn nguyên bản nhé. Xe này thì anh em nào mà thích cái dòng mà đi cái dòng xe cọp thì có thể là người đi chiếc này rất là ít. Đó, cửa đóng rất là chắc chắn, chắc nịt luôn nha. Có bậc điểm chân lên xuống này, đấy, anh chị xem. Đó, đấy anh chị xem đây, phần túc ly của cánh cửa sau này. Đấy, ghế được bọc nguyên ghế nỉ. Cái phần lót sàn em sẽ về lót thêm một bộ lót sàn nữa cho anh em cho nó đẹp xe một tí. Em sẽ tặng riêng cho anh chị bạn nào lấy chiếc xe này nha. Đó, cánh cửa sau. Đây phần đuôi sau nha. Đây phần đuôi sau này. Đây những cái phần này. Đèn cột này. Đây phần đăng cột này. Đó. Rồi cái phần những chóa đèn phía sau. Còn rất đẹp, cái lốp xe cua rất là mới nha. Cái này là nói chung là sơn zin, anh em cứ lên tự tin lên kiểm tra và em cam kết cho anh em luôn nha. Từ lên cứ tự tin cứ lên kiểm tra xe, máy móc chạy thử côn số như thế nào. Nói sơn thì sơn nguyên bản nguyên zin theo xe, không có giảm cúp sơn lại gì hết nha. Đây những cái đèn phía sau này. Đấy anh em xem nha. Đấy, còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Đây, bốn la răng này. Bốn la răng anh chị xem này. Là răng từ 2003 mà anh chị bạn xem như này. Cái này là nguyên bản của nó nha. Đó, chứ không phải là tụi em sơn hay là gì đâu. Đó, còn rất là đẹp. Để anh chị xem. Rồi, cái ốc này. Đây phần tốc ly anh chị ạ, tốc ly nha. Trần này. Đó, trần này nguyên bản có điều hòa phía trên, còn rất là mát nha. Đèn cũng còn rất là sáng luôn. Đó. Ghế đẹp xếp là luôn. À, lót sàn thì em sẽ lên bộ lót sàn đầy đủ hết. Mua một chiếc xe như vậy đẹp thì rất là khó anh chị nhé. Đây,
Giấy tờ thì em đang ký mua bán hết rồi, em sẽ cầm về em sẽ quay video chi tiết cho anh chị bạn tham khảo nhé. Máy hiện tại nổ đang cực kỳ là êm ái nhá. Đây cái phần củ số này. Đấy. Xe này thì em cam kết cho anh em là keo chỉ, máy móc zin nguyên bản sơ si nhá. Đăng kiểm thì cũng mới đăng kiểm lại luôn chị, đăng kiểm đến tháng 10/2022. Đấy. À, nhiều con ốc, à nhiều lốp bánh trước này. Là dạng này, máy móc hiện tại đang đổ máy nha, cực kỳ là êm nhá. Chóa đèn rất là đẹp luôn chị. Này, chóa đèn mới tròn luôn này. Đây, em sẽ phần gầm của nó này. Đấy, em theo cái phần gầm để cho chắc chắn nha, không mục một gì nha. Máy nổ rất là êm nhá, còn nguyên ốc ác chưa ra anh chị. Nói thì anh chị em nào quan tâm mẫu Julie giá rẻ hơn 100 triệu đồng này thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline của em Việt 0969711141 tới tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em để xem xe, test xe nha, rất là đẹp nha. Đấy, máy nổ rất là êm ái, và đó là cực kỳ cọp luôn. Đó thì cũng cảm ơn em rất nhiều, và khi xem được video thì nhớ ủng hộ cho em một nút đăng ký, một nút like nhé, để tiện cập nhật và theo dõi những mẫu xe mỗi ngày. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.